Thế là hết. Khánh chân ướt chân ráo tới Thiên Mục Động. Những tưởng kết liên minh thành công, xưng bá một phương, thì chẳng ngờ lại phải chịu một kết cục bi thảm. Hắn thất bại vì mình đã sai, hay là do những bước đi của hắn, đều đã nằm trong tính toán của Định Thần Châu. Câu chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đón xem tiếp tập 87 đầy hấp dẫn, mang tựa đề Người Không Tầm Thường. Xung quanh mấy chục con mắt lờ đãng, Định Thần Châu chợt thay đổi sắc mặt, quay qua hỏi: "Huynh đệ muốn ta tha cho hắn?" Lão giọng đầy ẩn ý, vừa dò xét lại vừa có chút đè nẹt. Đậu chúa vốn đã là hủm xà cơ, tuy diệt được Sài Cử Khánh, nhưng hiện giờ công lực không còn, chẳng khác chỉ phế nhân. Nếu trùng thiên muốn ngăn cản, khắp Thiên Mục Động khó ai chống nổi. Đặc biệt là bên cạnh chàng còn có thêm đệ nhất danh kiếm Trần Bạch Tiệp. Trước này một lời của lão nặng tựa Thái Sơn, đã quyết tất sẽ không đổi. Này nếu phải xuôi theo ý của trùng thiên, có chui xuống đất cũng khó mà nhìn mặt thuộc hạ. Từ nay về sau còn ai dám nghe lệnh lão nữa. Chàng dường như đủ thông minh để mường tượng ra cái suy nghĩ hiện giờ của lão, liền nở một nụ cười nhẹ. Chính cái nụ cười ấy đã xua tan đi không gian ngột ngạt lúc này. Chàng chậm rãi nói: "Tại hạ không có ý đó, chỉ là ta muốn xin động chúa chờ cho một lát. Ta cần phải kiếm lại một thứ đồ thuộc về mình." Đoạn trùng thiên thong dong bước tới bên cạnh thi thể của Khánh. Chàng nhìn gã rồi thở dài một tiếng, khom người lấy hai tay sờ lên ngực Khánh. Mặt chàng thoáng rạng lên, chàng luồn vào bên trong y phục của gã, lôi ra một phò sách, nhanh chóng cất kỹ, xong xuôi liền bảo: "Giờ xin tùy ý đậu chúa." Định Thần Châu phẩy tay một cái, lập tức có bốn kẻ xúm lại, mang Khánh ra khỏi cửa động. Cuốn sách mà chàng giành được chính là Bảo Điển Chí Cao Vô Thượng Dịch Cần Kinh của chùa Thiếu Lâm. Thế là sau bao nhiêu ngày mơ ước, rốt cục nó đã trở lại bên chàng. Nhớ khi xưa ở gần Hà Nguyệt Khiết, à từng có buột miệng để lộ một chuyện, đó là Khánh vốn rất đa nghi. Trên đời này ngoại trừ hắn, hắn đều không tin bất cứ một ai, kể cả là ả. Thế nên tất cả những thứ đồ quý giá nhất đều ở trên người hắn. Nếu chúng không còn bên hắn, hẳn là từ hắn không xem trọng nữa. Lúc hắn trộm được phò kinh, nào có dám cất chỗ khác. Hắn sợ có ai cướp đi của hắn. Phò kinh ấy chính là hy vọng, là điểm tựa của hắn, giúp hắn cự lại với kinh phạn. Hắn nhất định không thể để mất. Giành được sách rồi, vui thì vui đấy, nhưng trong đầu chàng vẫn văng vẳng câu nói cuối của Sài Cử Khánh. Cái ngữ giọng ấy vừa chua chát lại vừa căm hận, nó như một cái cây bám rễ trong đầu chàng, khiến cho chàng ám ảnh. "Họ Vạn kia, người đã hại ta rồi." Thế nhưng chàng nào hiểu được, vốn dĩ pho dịch cần kinh do Đạt Ma Sư Tổ Diện Bích dòng dã 9 năm trời mới tạo nên. Môn võ này tình thầm bát ngát, vô bờ vô bến, từ xưa tới nay có mấy người đại thành. Có kẻ cầm được trong tay cũng chỉ như cục đất, bởi vì văn thư trong kinh được viết bằng tiếng Phạn. Sở dĩ trùng thiên năm xưa học được là vì cha chàng vốn là thầy đồ, từ nhỏ chàng đã tập làm quen với cái ngôn ngữ kia. Cái ngày mà Khánh lấy được, hắn đã phải cho người lặn lội tới tận vùng biên giới phía Tây tìm kẻ am tưởng thứ tiếng này. Dịch Cân Kinh khởi nguồn từ tinh thần nhà Phật, lấy sự thong thả, thư thái làm gốc. Nhưng Khánh nào có hiểu được, không những Khánh mà rất nhiều nhà sư trong chùa cũng chẳng thể tỏ tường. Có được sai quý, tất cả hăm hăm hở hở luyện, để rồi mãi chẳng có một chút thành quả, ngược lại còn mang họa vào thân. Hắn vì lo sợ kinh vạn hai người tới kiếm, mà ngày đêm chẳng quản khó nhọc, điên cuồng tụ tập. Không ngờ lợi bất cập hại, cơ thể bắt đầu xuất hiện tổn thương. Nhưng hắn vốn tính tình quật cường, như một con thiều thần không chịu dừng lại. Lúc nhìn Miêu Lỗi uống thuốc giải an toàn, hắn chẳng còn nghi ngờ gì nữa, vội bỏ vào miệng. Hắn đâu có ngờ Định Thần Châu đã tương kế tựu kế, thuốc giải lại hóa thành thuốc độc. Trước giây phút quyết định, hắn biết mình đã bị lừa. Nhưng điều hắn không thể ngờ là lúc then chốt nhất, chứng tàu hỏa nhập ma của hắn đã bộc phát, độc tính ngay lập tức công phá cơ thể,
lan nhanh vào lục phủ ngũ tạng, huyết hỏa và huyết hàn, nhân đó tràn sang không sao đương cự nổi. Hắn bị đánh gục đúng vào lúc hắn yếu nhất, giống như một con người khi khỏe mạnh, dẫu mưa gió bão bùng cũng chẳng bị gục ngã. Nhưng khi cơ thể mắc bệnh, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm ngã quỵ. Hắn bại không phải vì định thần châu, mà hắn bại vì chính hắn, vì pho dịch cân kinh mà hắn coi là vật bất ly thân, là vật mà chàng đã đưa cho hắn. Khánh giờ đã chết, chết thật rồi, cuộc đời có vẻ như đã bạc với hắn. Nhưng suy cho cùng, hắn cũng có được cái mình muốn, đó là hạ nhục định thần châu, rửa đi mối thù sâu năm xưa. Trạng chết thì chúa cũng băng hà, động chúa giờ đây cũng chỉ là ngọn nến loang lổ tàn phai trong đêm tối. Ngay khi đám người 36 động 72 đạo bước ra khỏi thiên mộc động, thì cũng là lúc cái danh xưng Trung Nguyên Tam Tuyệt chính thức bị sụp đổ. Định thần châu hiểu rõ điều ấy chứ, vậy lão có buồn hay không? Buồn, tất nhiên là buồn. Lão có thất vọng không? Có, sao lại không chứ? Nhưng lão đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước rồi. Lão sai thủ hạ pha một ấm trà, chọn một chiếc bàn mời trùng thiên ngồi. Tiệp Cát và đám thủ hạ của lão biết ý, vội lùi xa chỗ khác. Ấm trà nóng vừa pha, khói bốc lên nghi ngút. Chàng cung kính dùng thử, chỉ thấy vừa nâng chén lên đã nức cả mũi. Hương thơm thoang thoảng của nhài, mùi man mát nhẹ nhàng của sen, rồi mùi cúc vạn thọ, mùi của ngâu vàng hòa quyện lại. Chàng nhấp một ngụm, chợt mặt nhăn lại. Nước trà đắng ngắt, đắng hơn cả mật cá. Định thần châu nom thấy cửa nhẹ, lão nói: "Trà này thế nào?" Trùng thiên vở đáp: "Cũng khá ngon." Định thần châu cười lớn: "Ngon ư? Lão phụ e huynh đệ đang nói dối. Giờ ngươi thử chép miệng 3 lần nữa xem." Chàng liền làm theo. Lạ thay, cái vị đắng ấy nhạt dần, bên đầu lưỡi xuất hiện vị chát. Định thần châu lại nói: "Ngươi lại tiếp tục chép miệng thêm 3 lần nữa xem." Chàng lại làm theo. Chờ chàng nở một nụ cười thật tươi, chàng phải thốt lên: "Kỳ diệu quá, đúng là loại trà thượng hạng, cực phẩm của nhân gian." Dứt lời chàng nhấp thêm một ngụm thật đầy để cảm nhận cho rõ. Động chúa liền đáp rằng: "Trà này là trà tam vị, người dân ở đây thường gọi là trà đời. Người ta phải trải qua giông tố, trải qua nghịch cảnh mới thấy được trà ngon. Còn nếu là một kẻ ngày đêm sống trong nhung lụa, chăn ấm đệm êm, rét không thấy mặt, nắng chưa chạm đầu, thì làm sao có thể hiểu được? Có đắng có chát mới có ngọt, không thì cái vị ngọt ấy chỉ như một giọt mưa lướt qua kẻ tay mà thôi." Lão vừa dứt lời thì bên ngoài vọng lên mấy tiếng sói tru. Đôi mắt của chàng hơi nheo lại. Khánh đã làm nhiều việc ác, hắn vốn đáng chết, nhưng cái kết cục kia thì quả thực có phần tàn nhẫn. Dẫu biết chân lý thuộc về kẻ mạnh, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu chàng ngập tràn một màu u ám. Trung thiên liền hỏi: "Trong cuộc đời của đậu chúa, vị ngọt là gì?" Định thần châu khoái chí đáp: "Hỏi hay lắm. Cuộc đời của ta vốn có biết bao nỗi niềm, thường ngày chỉ biết giấu kín, khi đêm xuống mới mang chúng ra tự vấn. Nay gặp huynh đệ, tự dưng lão phu muốn trải lòng một lần." Lão tự tay rót đầy chén trà, cho ấm sang cả chén của Trùng Thiên, rồi uống một ngụm, đưa mắt nhìn ra xa, thở một cái nhẹ. Cái thở ấy làm trôi bao phiền não. Sau nhãn của lão ánh lên một tia sáng, lão đang hình dung lại quãng thời gian vinh quang của mình. Lão từ tốn bảo: "Vị ngọt của ta chính là làm cho kẻ khác khiếp sợ và đánh bại tất cả các kẻ thù." Trùng Thiên khẽ nói: "Nhưng đậu chúa đã mất đi quá nhiều thứ. Bạch Minh Chủ cả đời tranh hùng với thiên hạ, rốt cuộc bỏ mạng nơi rừng hoang. Tại hạ thực không hiểu nổi danh tiếng quan trọng như vậy ư? Vài chục năm sau, đâu còn mấy người nhớ ra hài vị." "Ha ha." Định thần châu nghe chàng nói thì cười rộ lên. Lão giọng đầy dõng dạc: "Mất nhiều, nhưng nó xứng đáng. Đã là nam nhi đại trượng phu, vốn biết danh vọng chỉ như gió thoảng, nhưng sinh ra phải thành một ngọn đuốc lớn, chứ không thể là cây gỗ mục.
cây gỗ mục có thể tồn tại lâu, nhưng rốt cuộc cũng phải tàn bảo đất. Vậy thì tại sao không huy hoàng dù chỉ một lần? Vạn huynh đệ, người thấy ta đối xử với Sai Cử Khánh có nhẫn tâm hay không? Trung Thiên bị lão nói trúng tâm sự, có chút chột dạ không dám trả lời. Định Thần Châu trầm ngâm đáp: người trong giang hồ thần bất do kỷ, ta không hại người, người sẽ hại ta, đó là quy luật tất yếu. Có những việc mặc dù không muốn nhưng nhất định phải làm. Con ưng thì kiếm ăn, nó phải đi săn con cá con thỏ. Nếu nó không săn, tất sẽ bị chết đói. Những kẻ đạo lý dởm, những kẻ yếu đuối thường hay nói rằng con ưng đó thật độc ác, còn con cá con thỏ lại thực đáng thương. Lũ ngu dốt bất ngộ ấy đâu có biết mỗi loài vật xuất hiện trên đời đều có một sứ mệnh cả. Ngay cả con người cũng vậy, sứ mệnh ấy chính là sinh tồn trong một vòng xoáy của trời đất. Nếu con ưng không ăn cá, không ăn thỏ, thì cá sẽ nhiều, thỏ sẽ đông, thỏ sẽ ăn hết cây cỏ trên bờ, cá sẽ ăn hết dòng rêu dưới nước. Như thế thì các loài khác sẽ chết đói. Nhiều thỏ nhiều cá thì sẽ nhiều ưng, mà ít thỏ ít cá thì sẽ ít ưng. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó chính là sự cân bằng. Còn người cũng vậy, phải có những kẻ như Lão Phu, như Bạch Quý Sinh mới có sự tranh đấu, mới có sự vươn mình, việc tốt mới được đề cao. Đồng thời cái bọn ngụy quân tử, bọn lừa thầy phản bạn, hay những đám súc sinh trên đời, dân ra sẽ lộ mặt chuột. Huynh đệ va chạm ít nên chưa hiểu rõ đâu. Cuộc đời trông thế thôi, nhưng nó khắc nghiệt và tàn nhẫn lắm. Nếu ta không mạnh, ta chẳng thể tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Người cứ thử nghĩ xem, nếu người võ công kém người, ai còn gọi người là anh hùng? Trùng Thiên vội đáp ngay: tại hạ cũng chẳng muốn làm anh hùng. Định Thần Châu lại nói: không phải người muốn là được. Hôm nay người chiến thắng, người sẽ làm anh hùng. Ngày mai người thất bại, người chỉ là đồ bỏ đi, nói chẳng ai thèm nghe, còn bị lũ người trong giang hồ khinh miệt chê cười. Chẳng phải lúc xưa ngươi cũng đã từng nếm trải cái cảm giác này hay sao? Định Thần Châu quả nhiên là Định Thần Châu. Từng câu từng chữ lão nói thấm đầy triết lý, quả không sai chút nào. Mình khi xưa bị đổ oan, gặp ai người ta cũng đòi giết. Lão lại nói tiếp: có thể huynh đệ chưa tin lời ta lắm, nhưng ta có mấy câu từ tận đáy lòng mình, hy vọng người có thể ngộ hết. Vũ lực là thứ tồn tại sau cùng. Nếu thứ gì cũng có thể giải quyết được bằng miệng, thì thiên hạ từ bao đời này đã không phải trải qua nhiều trận binh đao, máu đổ thành sông. Trùng Thiên ngẫm nghĩ vài giây rồi chắp tay đáp: lời của Động Chúa quả thực đã khai tâm mở nhãn cho tại hạ. Nếu ta bằng tuổi ngài, nhất định sẽ phải kết làm huynh đệ mới thỏa lòng. Tuyệt, tuyệt lắm. Ta vốn cô độc từ lâu, xưa này chẳng có bằng hữu. Ngươi tuy trẻ tuổi, nhưng là người duy nhất lão phu cảm thấy hợp ý. Nhân tiện hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau bôi tiểu tương để dị tình thân, thủy chung chí khí huyền thiên nhật. Ngươi thấy như thế nào? Chàng nghe lão nói thế thì bối rối lắm, liền lắc đầu bảo: tại hạ tuổi còn trẻ, sao dám xưng hô ngang hàng phải lứa với Động Chúa? Như vậy há chẳng phải chẳng có tôn ti trật tự gì ư? Định Thần Châu im lặng giầy lát rồi quát lớn: mau mang cho ta một vò rượu lớn lại đây. Còn nữa, bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn một mâm tiệc để ta thiết đãi hiền đệ. Lời của lão vừa dứt, chỉ một lát đã có kẻ đưa rượu tới trước mặt. Trùng Thiên biết ý, vội rót vào hai cái chén. Tuy nhiên Động Chúa ngăn lại. Lão nói: đã là huynh đệ, đừng nên khách sáo. Đoạn rồi lão cất tiếng: xin trời cao minh giám, lão phu Định Thần Châu cuối đời mới gặp được tri nhân, đúng là có duyên. Nay xin kết làm huynh đệ, chẳng mong có phúc cùng hưởng, cũng chẳng mong có họa cùng chịu. Chỉ cần thi thoảng nghĩ tới nhau cũng là mãn nguyện lắm rồi. Đoạn nâng vỏ rượu nốc một hơi thật đầy. Trùng Thiên từ trước tới nay thường nghe kể rằng, lúc người ta làm lễ bái
thề thốt đủ kiểu, nào là cùng sống cùng chết, nào là cắt máu ăn thể. Thế nhưng Định Thần Châu lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ vài câu của lão cũng đủ thấy lão là con người sâu sắc trải đời, thật xứng đáng để chàng phải kết giao. Tinh thần của chàng phấn khích vô cùng, liền nói lớn: "Kiều đệ Phạn Trùng Thiên, chẳng có tài cán gì, may mắn được xưng huynh gọi đệ cùng lão huynh. Nay xin dùng chum rượu này để thể hiện lòng kính trọng. Sau này chỉ cần lão huynh hô lên một tiếng, kiều đệ tất không dám tử nan. Nếu có lời dối trá, trời không dung đất không tha." Vừa dứt lời, chàng cũng cầm chum rượu lên tu ừng ực: "Hảo huyền đệ, hảo lão huynh." Cả hai cười lên thật to, thanh âm đầy vẻ thống khoái. Định Phạn cùng vươn tay già sáp lại, chợt thấy động chúa lực tay yếu ớt. Trùng Thiên thoáng ủ rũ bảo: "Lão huynh, tiểu đệ thật vô dụng, lời hẹn diệt kinh xài chẳng thực hiện được thứ nào, khiến cho lão huynh chân khí tiêu hao một cách vô ích, giờ lại gặp phải nguy hiểm." Định Thần Châu cười khà khà bảo: "Hiền đệ chớ nên áy náy làm chi, ngọn đuốc dù rực rỡ bao nhiêu rồi cũng có lúc phải tàn, lão huynh cũng như vậy thôi. Ta mất sạch công lực nhưng lại có thêm một tri kỷ, há chẳng phải ông trời đang ưu ái ta sao? Hiền đệ tuy võ nghệ cao cường, hiện giờ đã là thiên hạ vô địch, nhưng đệ có vài nhược điểm, nếu không khắc phục, e rằng dù có quy ẩn giang hồ cũng khó lòng mà yên thân." Trùng Thiên cung kính chắp tay đáp: "Xin lão huynh chỉ dạy." Định Thần Châu ôn tồn nói: "Hiền đệ tuy quyết đoán, nhưng đến phút cuối vẫn có chút mềm lòng dò dự. Nam nhi đại trượng phu, hành sự như nước chảy mây trôi, lúc cần nương tay hãy nương tay, nhưng lúc buộc dứt khoát thì phải dứt khoát. Chỉ cần có một điều sai cũng khiến cho cuộc đời này dễ dàng hướng khác. Hiền đệ đã từng đọc qua chuyện Lưu Bang Hạng Vũ chưa?" Chàng liền đáp ngay: "Tiểu đệ đã từng nghe phụ thân kể nhiều." Động chúa lại nói tiếp: "Hạng Vũ tuy là bậc anh hùng, giết người không gớm tay, nhưng có lúc lại nhân từ một cách tài hại. Tại Hồng Môn Yến, quân sư Phạm Tăng đã từng muốn y giết chết Lưu Bang để trừ hậu họa về sau, nhưng Hạng Vũ không nghe, lại thấy hắn cao tổ ngoan ngoãn không có ý chống lại, đã không nỡ xuống tay. Tây Sở Bá Vương chỉ mắc một sai lầm mà cơ đồ tan nát, còn mình bỏ xác nơi Ô Giang Đình, há chẳng phải đáng tiếc lắm ư? Đa phần thành bại của cuộc đời suy cho cùng cũng đều do hai tử không nỡ. Đời người khá giống bàn cờ, được thua là do suy nghĩ của ta, bản lĩnh của ta quyết định, tính cách cũng được thể hiện trên từng nước đi. Thế nhưng đi sai cờ, thua trận có thể tạo bản khác, còn đời người chọn sai thì không thể quay lại. Nếu hiền đệ không chú ý, ắt ngày tháng sau này sẽ gặp trắc trở. Nên nhớ cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, đệ cứ thử nghiệm xem lời của lão huynh có đúng không nhé." Trùng Thiên nghe lão nói mà tâm trạng lặng đi, có chút bối rối, có chút nghi hoặc. Chàng nâng chén lên kính: "Đa tạ lão huynh đã căn dặn." Hai người vừa ăn vừa uống, trò chuyện tới ngót hai canh giờ mới thôi. Lúc gần tàn cuộc, Tư Không Giả chạy vào báo: "Bẩm động chúa, đã xử lý xong động chủ động bản hương." Địch Thần Châu chép miệng nói: "Khá lắm." Rồi ra dấu bảo y ra ngoài. Trùng Thiên thấy họ Tư không đi rồi, liền hỏi: "Chẳng phải lão huynh đã nói tha chết cho tất cả bọn chúng cơ mà?" Động chúa ung dung đáp: "Đúng rồi, ta hứa là sẽ tha chết, nhưng không hề nói ai cũng được bình yên rời khỏi đây. Có thể hiền đệ sẽ nghĩ lão huynh độc ác, nhưng là trượng phu, có một thứ bất cứ ai cũng không được động vào, đó chính là sự tôn nghiêm. Bao năm lão huynh thành danh trên giang hồ cũng dựa vào cái ấy." Hai người trò chuyện thêm lát nữa thì dừng lại. Thiên Mục Động đã chẳng còn việc gì, Trùng Thiên lên cùng với đám tiệp ca xin cáo từ. Định Thần Châu ra tận cổng để tiễn, chờ tiệp quỳ phục xuống nói với lão: "Thuộc hạ lúc xưa vì có chút hiểu lầm mà mạo phạm động chúa, nay chỉ biết hành lễ để tạ tội. Ơn thu dụng của ngài thuộc hạ luôn nhớ mãi trong lòng, sau này không chắc có dịp còn gặp nhau, mong động chúa hãy giữ lấy ngọc thể."
Định Thần Châu mỉm cười đáp lại: "Là do lão phu không biết dùng ngươi, hãy đứng lên đi." Định Thành Lai lúc này mới lật đật chạy lại, gã nói: "Thưa nhị thúc, điệt nhi có chút chả ngon biếu người." Trung Thiên vừa sửng sốt lại vừa ngượng ngùng, chàng liền đáp: "Lai huynh đệ, ta và ngươi sấp xỉ tuổi nhau, đừng nên xưng hô như thế, ta thấy xấu hổ lắm." Lai vội nhanh nhẩu: "Nhị thúc và phụ thân đã kết bái huynh đệ, điệt nhi sao dám buông lời xuống xã, làm mất tôn ti trật tự, mong người hãy nhận cho." Trùng Thiên phận e ngại, theo phép lịch sự đưa tay cầm lấy cảm ơn. Chàng tiến tới Định Thần Châu, thanh âm đầy vẻ nghẹn ngào: "Lão huynh, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nay hai ta từ biệt ở đây, nhất định ngày sau tiểu đệ sẽ quay lại đàm đạo uống trà với huynh." Động chúa trầm ngâm nói: "Mệnh đời vốn xoay vần, thay đổi chẳng theo bất cứ một ai, cái đó ta không hứa trước được." Chàng nghe xong bất giác hoang mang, nhưng biết rằng không tiện hỏi sâu, liền quay qua Lai bảo: "Còn nhớ tới lời hứa trong hang Thượng Phương không?" Lai nở một nụ cười thật tươi đáp: "Điệt nhi nhớ chứ, chắc chắn sẽ thực hiện." Trung Thiên xã giao vài câu với Thủy Bất Tương rồi mau chóng lên ngựa. Trong phút chốc, ba bóng người lững thững rời khỏi, thoáng cái đã chìm hẳn trong rặng cây lớn. Trời hẵng còn nắng gắt, nhưng ai nấy cũng cảm thấy phấn khích, đặc biệt là Đặng Cát, y đã chính tay kết liễu kẻ thù lớn nhất của mình. Còn Trùng Thiên vốn ngấm hơi men, thường ngày chẳng hay nói, nhưng nay trên đường vắng thao thao bất tuyệt, cứ thế mỗi người một câu, thanh âm chẳng bao giờ dứt. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào, mời các bạn hãy cùng đón xem tiếp tập 88 mang tựa đề Người Không Tầm Thường phần 2.